Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc hân hạnh tài trợ Kim Cương lễ trao giải ngôi sao của năm 2019. Jibu là một nghệ sĩ đa tài. Cô đã thử sức bản thân ở rất nhiều vai trò khác nhau như người mẫu ảnh, diễn viên, MC. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô là rẽ hướng sang lĩnh vực ca hát. Trong bối cảnh bùng nổ MV, Jibu được cho là một cô nàng thông minh khi luôn đầu tư công phu về hình ảnh MV, biến hóa thành những nhân vật đa dạng. Đen Vâu đã trở thành một trong những cái tên hot nhất của giới underground hiện nay với những ca khúc triệu view. Với anh, mỗi bài hát không chỉ đơn giản là những câu từ mà còn cách để anh lưu giữ ký ức. Những bài hát của anh luôn đến từ những điều bình dị nhất nên đã chạm đến khán giả trẻ ngày nay. Nhờ niềm đam mê và sự cố gắng không ngừng, anh đã gặt hái được nhiều thành công. Sơn Tùng MTP, chàng ca sĩ 9X Sơn Tùng không còn là cái tên xa lạ. Với gương mặt điển trai cùng phong cách biểu diễn ấn tượng, anh đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Khó ai có thể phủ nhận được tài năng, danh tiếng cũng như những gì nam ca sĩ đã làm được cho làng nhạc Việt. Trúc Nhân được biết đến là một ca sĩ có gu âm nhạc rất nhiều màu sắc, với phong cách biểu diễn tinh quái và đầy cuốn hút. Anh đã chinh phục tình cảm của khán giả. Trúc Nhân được nhận xét là luôn mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, cùng sự độc đáo trong mỗi sản phẩm và các góc nhìn khác biệt. Hoàng Thùy Linh. Năm 2019, Hoàng Thùy Linh chính thức trở lại đường đua V-pop với ca khúc Để Mỹ Nói Cho Mà Nghe, và ca khúc đã đứng số 1 top thịnh hành trong nhiều ngày trên YouTube ở Việt Nam. Câu hát Để Mỹ Nói Cho Mà Nghe cũng đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ. Ngôi sao của năm, Show Me Your Crown 2019, tôn vinh loạt ngôi sao hàng đầu Việt Nam, Sơn Tùng MTP, Hohenye, Trang và KICM, Bệnh viện JW hân hạnh đồng hành tại trường Kim Cương. Cuộc đua bình chọn cho thần tượng sắp đến hồi kết. Nhanh chân đến trải nghiệm nhà khoa JW Hàn Quốc để nhận ngay cặp vé giao lưu cùng thần tượng đêm chung kết. Duy nhất ngày 11 tháng 1. Chi tiết xin liên hệ 0968692222.